Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh Zika Audio. Và tiếp tục với video này để hướng dẫn anh Phúc, anh ở Biên Hòa, Đồng Nai, với cách kết nối và ghép con loa siêu trầm anh đã đặt bên Zika chúng em với cái model của sản phẩm này, đó là con S1500. Thì trong video này em sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho anh Phúc và toàn thể các anh em nào mà chưa từng ghép loa súp vào với dàn karaoke nhà mình thì xem cái video này sẽ biết cách để phối ghép. Vì con này nó là trầm vừa điện vừa hơi, nó là dòng trầm 2 trong 1, đặc biệt nó là dòng bass 40 với công suất hiện tại đánh mắc lên được 1000, nó rất là khủng, nên là chúng ta ghép với dàn karaoke nhà mình, với không gian khán phòng nhà mình làm sao cho nó phù hợp thì đều sẽ có tất ở trong cái video này. Đầu tiên là em xin giới thiệu sơ về cái ngoại hình, về cái tổng quan bên ngoài. Cái con này nó có một cái thiết kế rất đặc biệt là đưa 3 lỗ thông hơi về đằng trước và nó là dạng bass mặt. Đấy, được bảo vệ rất là chắc chắn bởi tấm e căng, và dòng này là dòng bass gân cao su cao cấp của hãng Vwood. Màu với cái màu đen sần, lớp sơn dày dặn như này nó sẽ
giữ độ bền rất là tốt, các anh em yên tâm không lo bị chảy trần hay là bị ẩm mốc. Cái bản này nó có cái trọng lượng nặng lên đến 35 đến 40 kg thì nó sẽ rất nặng, nên một người chúng ta dịch chuyển hơi khó khăn, nên chính vì vậy hãng cũng đã thiết kế người ta hai cái tay sách hai bên, và đặc biệt nó là dòng kết hợp với dòng loa full chuyên nghiệp thì sẽ có cọc chống đây. Rất nhiều các anh chị trong miền Nam đã mua một cặp một này về để ghép với một đôi loa full, và lúc nếu các anh em mua một cặp là chúng em nếu mà về ghép loa full chúng em sẽ tặng các anh em một cái chân chống. Chân chống này thì nó là phi 34 thôi, nếu không các anh em về cứ cắt cho em cái phi 34, cái tip 34 inox thì càng sang chảnh hơn. Đây, cái tổng quan bên ngoài là vậy, về mặt trước của nó là kết hợp với ba lỗ thông hơi trước của bát mặt này. Em sẽ quay mặt sau làm chút, hiện tại em đang để trên một cái bàn đế xoay để cho nó tiện dễ, vì sản phẩm này nó rất là nặng nên em không thể tự mình bê được, nên em sẽ để lên cái đế quay này và di chuyển. Sản phẩm vừa đập hộp ra, vừa đẩy từ ngoài kia vào trong khán phòng này để em quay làm bài video cho anh em, nên thời gian nó có một cái thời gian nhất định nên em sẽ làm cố gắng làm nhanh chỉ. Con này nó sẽ như em vừa nói, nên nó là dòng 2 trong 1, nó là vừa điện vừa hơi, nên là nó sẽ có những cái đầu tiên ta nói đến điện, thì con này chạy mạch class AB thế hệ mới. Nó có những cái vỉ nhôm tản nhiệt nằm ở bên ngoài này. Nó có các nút chiết áp như là volume to nhỏ này, cắt tần số là VS này. Đó. Công tắc đảo pha đây ạ. Và con này có đường 2 level input vào và đường line hoa sen vào đây. Các em sử dụng kết nối với âm ly vang nâng tiếng lọc các em qua đường này, và các em kết nối với cầu đỏ đen của đẩy hoặc là cầu đỏ đen của đẩy hoặc là âm ly để kết nối qua đường 2 level input này. Lưu ý cái đường này nó sẽ tốn một chút công suất và ảnh hưởng một chút trở kháng cho các con đẩy và các âm ly các anh em, nên đường này chúng ta hạn chế dùng, chưa dùng đường này cho em nhé. Đấy, nếu mà đánh hơi đường này, nhưng mà riêng đánh đường điện thì các em dùng đường này cho em. Đó, đây là dây điện nguồn nó tích hợp cầu trì, nên nếu các anh em cắm vào mà không lên nguồn là đầu tiên các anh em kiểm tra cho em cái này nhé, vì sợ trong cái này nó có cầu trì, nếu mà hiện tượng điện nó chập chờn nó sẽ bị đứt cầu trì trong này. Ta chỉ mua cái cầu trì mất mấy nghìn thôi, nhưng mà nếu các anh em mà thấy hiện tượng không lên điện thì các anh em kiểm tra cho em, đầu tiên là kiểm tra này trước, xong thì bắt đầu mới kiểm tra cái khác hoặc là điện cho chúng em luôn. Công tắc bật tắt nguồn này, đây là cái phần điện. Còn chuyển sang phần đánh hơi, ta quan tâm duy nhất một cái đường in sub của Newtrick này. Thì các anh em mà mua đặt yêu cầu anh đánh hơi thì chúng em sẽ tặng cái đầu Newtrick về các em đấu cho em. Con này là bát đơn nên ta chỉ cần đấu 1 cộng 1 trừ thôi, và đấu vào một kênh của đẩy và dùng hệ thống cắt cốt rời như là trên vang. Có phần cắt sub rời, cắt phụ sub riêng, chúng ta sẽ cắt ở cái phần trên vang đưa xuống đẩy và đánh một kênh con này. Con này bát đơn, bát 40 bát đơn chỉ đánh một kênh thôi, không cần phải đánh hai kênh, nên là sẽ đấu 1 cộng 1 trừ. Trên cái đầu nếu trích thì sẽ có 1 cộng 1 trừ và 2 cộng 2 trừ, chúng ta chỉ cần đấu 1 cộng 1 trừ bình thường như loa full bình thường thôi. Cái giải tần của nó sẽ đáp ứng được cho chúng ta xuống được giải 20Hz này. Và độ nhạy là 101dB, rất sống động và trở hàng 8 ôm. Và kích thước của nó thì rất gọn, trên một cái thân xác gọn gàng như này mà ở bên trong là con bát 40 thì ít hãng làm được, chỉ có những dòng cao cấp thì nó mới làm được cái hình thức gọn đẹp như này mà vẫn có được cái chất âm hay. Như là kích thước của nó là cao 56 này, rộng 46 và ngang là 46, có nghĩa là con này bề trên là nó sẽ vuông vắn như nhau này, chỉ có điều cao sẽ nhìn hơn khoảng 10 phân. Thường thì chúng ta sẽ sử dụng điện, đánh gia đình chúng ta sử dụng điện nhé. Còn nếu mà các anh em nào có điều kiện dư kênh đẩy, cắt cốt rời thì các anh em đánh hơi. Hơi và điện hai cái chế độ này, phiên bản này đánh đều hay như nhau. Và giờ thì em sẽ đi vào test luôn một đoạn nhạc để cho các anh em nghe thử cái chất âm của con F1500 này. Em không hề ít video về con này nhé, nhưng mà vẫn video hướng dẫn cũng như là quay trở lại với các anh em một cái mẫu đẩy SUB F1500. Súp F1500 của anh Phúc, anh ở Đồng Nai, và ngày hôm nay thì em cũng gửi đi khá là nhiều, gửi xe và gửi bưu điện thì ngày mai em gửi được, còn hôm nay là chủ nhật mà em sẽ gửi xe hoàn toàn. Thì vừa rồi cũng làm mấy con đi Hải Dương và Hải Phòng rồi, giờ con này những cái con đi bưu điện thì ngày mai em bắt đầu gửi, thứ hai đầu tuần sẽ gửi.